Gần đây, có nhiều đối tượng giả danh shipper gọi điện thông báo có đơn đặt hàng online rồi thúc giục nạn nhân thanh toán chuyển khoản để chiếm đoạt. Theo đó, các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện thoại cho nạn nhân, thông báo có đơn hàng, giao tới cơ quan hoặc nhà riêng, thường là vào giờ hành chính hoặc ngày nghỉ. Nếu người nghe không ở nhà, đối tượng sẽ nói là đã gửi cho người thân, hàng xóm, hoặc nếu người nghe không ở cơ quan thì sẽ báo là đã gửi tại văn thư. Nếu yêu cầu chụp ảnh đơn hàng, đối tượng lấy cớ camera hỏng hoặc cố tình chụp rất mờ, sau đó liên tục gọi điện thúc giục thanh toán chuyển khoản. Khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng không cắt đứt liên lạc ngay mà tiếp tục nhận cuộc gọi khiếu nại của nạn nhân, sau đó hướng dẫn họ kết bạn Zalo, khai báo thông tin cá nhân, cài đặt phần mềm qua đường link được gửi đến để được hoàn lại tiền. Từ đó, nạn nhân tiếp tục bị sập bẫy, có thể bị chiếm đoạt thông tin cá nhân, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng. Đây là một loại hình lừa đảo mới, người dân cần cảnh giác, cân nhắc trước khi chuyển tiền, hạn chế để lộ thông tin cá nhân, lịch trình công tác, du lịch, thói quen mua hàng cốt trên các nền tảng xã hội, tránh để các kẻ xấu nắm bắt lợi dụng.